Alo các em, chị đã quay lại rồi đây. Và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em vẽ một miếng bistec độc lạ và cũng không kém phần sáng tạo. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên chị vẽ một đường cong, rồi một đường cong xuống và kéo xuống phía dưới. Sau đó chị nối lên đầu đường cong ban đầu, tạo thành một hình giống hình chữ T. Ở phía bên ngoài thì chị vẽ một đường cong xuống dưới rồi lại nối lên như thế này. Chị vẽ thêm một đường bao ngoài hình vừa vẽ. Chúng ta vẽ từ từ thôi nhé. Vẽ một đường song song bao ngoài như thế này. Ở phía trên chị vẽ một đường chéo, gióng xuống phía dưới, chị sẽ vẽ một đường song song ở dưới để tạo hiệu ứng. Sau đó chị vẽ một đường cong song song với cái đường bao ngoài lúc nãy và nối từ đường trên xuống đường dưới này. Ở hai bên chữ T ban đầu thì chị vẽ hai hình tròn làm đôi mắt. Thêm một chiếc miệng ngộ nghĩnh như thế này với chiếc lưỡi thè ra. Vậy là chị đã hoàn thành những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Wow, một miếng bistec thật độc lạ và ngộ nghĩnh đúng không nào các em? Chúc các em thành công và có thật nhiều bức vẽ đẹp cùng Bum Bum TV nha. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ chị nhé. Nếu như các em muốn chị vẽ thứ gì hay đồ vật gì thì các em hãy comment phía dưới. Chị sẽ đọc comment và vẽ theo yêu cầu của các em nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!